À, kính bạch thầy Hưng Hạnh Tuệ, con là người bị hưng cảm nhẹ. Con có một thắc mắc là nguyên nhân gì mà khiến con bị bệnh? Và đó không phải nguyên nhân đời này gây ra. Vì từ nhỏ đến lớn con không uống rượu và các chất say. Con chỉ muốn hết bệnh để có thể tiếp tục tu hành. Vậy nên con phải tu thế nào để không phải lệ thuộc vào thuốc tâm thần? Trường hợp này thì sư biết, và có lẽ là cái nhìn của sư và bác sĩ thì nó hơi khác. Với cái nhìn của sư á, thì trường hợp này nó không có nhẹ. Trường hợp của bạn này thì không có nhẹ. Có thể là trong cái thang đo của bác sĩ thì xếp vào cái loại nhẹ, do không có gây nguy hiểm, thí dụ như vậy, vẫn có thể đi làm. Nhưng mà xét về cái đạo ấy thì sư lại thấy đây không phải là trường hợp nhẹ. Sư rất lấy làm tiếc. Thì nguyên nhân thì nếu như quý vị nói là đời này mình không có tạo ác nghiệp, ví dụ như là uống rượu bia các chất kích thích, thì đó có thể là do nhân đời trước. Mà bây giờ nếu như đó là cái nhân của đời trước thì mình chịu thua thôi. Cái nghiệp mà nghiệp nó đã chỗ rồi. Tuy nhiên chúng ta có thể khắc phục bằng cách nào? Phải nói là sư không có phải là bác sĩ chuyên môn. Cho nên là sư rất khó đưa ra cái lời đề nghị mang tính chất là chữa bệnh. Và sư không có dám phán bừa. Và trường hợp của bạn này á thì lại không phải là trường hợp nhẹ để sư có cái gan sư nhận. Bởi vì sư nhận thì bạn này với sư thì không có chịu nổi nhau. Bạn này không chịu nổi sư, sư cũng không chịu nổi bạn này. Nó rất là khó cho sư. Và các cái phương pháp của sư á thì áp dụng cho những trường hợp nhẹ hơn bạn này. Nha. Thành ra là phải tu như thế nào để không phải lệ thuộc vào thuốc tâm thần. Thì sư chỉ có một lời khuyên, quý vị có thể tham khảo nha, đó là gì? Đó là mình phụng sự, mình phục vụ, mình đi vào trong chùa, mình đi vào trong chùa, mình phục vụ tam bảo. Mình thấy quét sân được thì mình quét sân, mình làm cái gì được thì mình làm, mình phụng sự tam bảo, rồi dần dần cái phước nó nâng đỡ mình, có thể sau này mình sẽ khá hơn. Sư đã gặp một vài người bị cũng bị tâm thần ấy. Dạ. Tâm thần có rất nhiều dạng bệnh nha, nhưng mà sư thấy một vài người ấy, sau khi mà vào chùa phục vụ tam bảo thì cái phước đó làm cho cái bệnh của họ nhẹ hơn. Thì đây là cái sự chứng kiến. Cho nên đối với một số trường hợp mà bị tâm thần mà vẫn còn khả năng tự chủ trong hành vi, còn tâm thần mà không còn khả năng tự chủ hành vi thì sư không nói, nhưng còn khả năng tự chủ hành vi thì sư vẫn khuyên là mình nên nương nhờ tam bảo, làm các cái thiện sự để có cái phước, rồi từ đó đó bệnh của mình có khả năng được cải thiện. Không biết Đại Đức Huệ Từ có cái nhìn như thế nào về vấn đề này? Sư hoàn toàn đồng ý quan điểm trên. Kính thưa Đại Đức Hạnh Tuệ, kính thưa quý vị, riêng cái trường hợp này á thì sư hoàn toàn đồng ý quan điểm với Đại Đức Hạnh Tuệ. Bởi vì sao? Thứ nhất là Đức Hạnh Tuệ là người rất là hiểu rõ và cũng từng tiếp xúc với vị cư sĩ này,
riêng sư thì sư cũng có tiếp xúc một thời gian. Cho nên cái lời khuyên á mà Đức đưa ra sư thấy rất là thiết thực. Ở đây là sư nghĩa là câu trả lời của Đức Hành Tại là đã rất là đầy đủ rồi, nên không cần bổ sung gì thêm hết, đúng không? Ở đây thì sư chỉ nói thêm cái khía cạnh gọi là cái lời khuyên cho cái vị này thôi. Trong cuộc đời chúng ta, nếu mà chúng ta có niềm tin, đầu tiên sư luôn nhấn mạnh niềm tin vào Tam Bảo, tức là Phật, Pháp, Tăng, rồi á, rồi chúng ta nuôi dưỡng niềm tin đó, thì chúng ta hãy cố gắng học và hành theo lời dạy của Đức Phật. Tức là sao? Là mình nhận thức nữa, có nghĩa là từ khi mình có niềm tin rồi, sau đó mình nhận thức thức được cái nhân quả của mình, biết à trong kiếp này nè mình bị những cái bệnh này, mình bị những cái tai nạn này, mình bị những cái bất hạnh này nó xảy ra ngay trong đời mình nè, là do nhân của trong vòng sinh tử luân hồi của nhiều kiếp trước. Nếu mà chúng ta ý thức được điều đó đó, thì trong kiếp này chúng ta phải làm, cái nghĩa là phải kiên, có cái sự nỗ lực, có cái sự ý thức, cái nghĩa là nỗ lực á, nỗ lực gọi là nỗ lực không ngừng nghỉ á, để hành các thiện nghiệp, để làm chi? Thưa quý vị, giống như Đức Hành Tại có khuyên đó, rất thiết thực cho cái vị này, rất thiết thực, có nghĩa là hãy làm đi, hãy làm các thiện nghiệp, giống như đơn giản thôi, có nghĩa là mình vô chùa, mình công quả, mình làm cấp ý giá thì quý sư, mình giúp quý sư, rồi mình làm cho mình quét dọn, rồi mình coi Tam Bảo thế nào, phải không? Mình quét dọn, rồi mình cúng dường hoa, cúng dường đèn, rồi đó làm đó những hành động thiết thực, phải mà phải một phần mở ngoặt nha, là mình còn làm, mình còn hiểu, mình còn làm chủ được được đó, được những cái hành vi đó, thì mình hãy cố gắng mình làm đi. Thì cái đó là nếu nếu là chưa nói nếu nha, nếu mà cái nhân á, những cái nhân mà quý vị làm á, như là bố thí đó, và thậm chí trì giới, mà quý vị làm xuyên suốt như vậy nha, nếu mà cái năng lực thiện á, thì trong hiện tại quý vị làm á, mà không liên tục, không gián đoạn, mà lớn lao nữa nha, càng lớn lao nữa, thì nếu mà đủ năng lực gọi là kích hoạt cái thiện nghiệp á, kích hoạt cái thiện nghiệp trong nhiều đời qua, nhiều đời kiếp quý vị đã tạo, thì gọi là cũng có thể nha, cũng có thể là giống như Đức Hành Tại nói, sư hoàn toàn đồng ý, nghe là nó đủ năng lực kích hoạt thiện nghiệp, thì nó cái thiện nghiệp nó sẽ trấn áp bớt phần nào cái bệnh tật của mình, nhất là bệnh tật mà liên quan về nghiệp đó. Đó là ý nghĩa rất thiết thực. Cho nên trước khi kết thúc cái câu trả lời này, ngoài việc là cái vị mà hỏi cái câu hỏi này nè, nghe kỹ lại, suy ngẫm cái lời Đức Hành Tuệ, mà cái lời khuyên Đức Hành Tuệ đó mình thực hành theo và đồng thời sư cũng khuyên là cái vị này nè, ngay trong kiếp hiện tại hãy cố gắng làm cho sư hai cái này thôi, có nghĩa là làm cái nhóm phước vật và làm cái nhóm phước đức đi, làm nhiều vô, làm không ngừng nghỉ. Tại vì nếu mà mình không có làm, thưa vị, mình không có làm mà mình cứ hỏi tại sao thế này nọ, con bị này nọ, chỉ khắc phục mà mình khắc phục, mình nghe là quý sư có nói rồi chứ phải không nói, mình không làm rồi mình ở đó mình than trách phận, thì thậm chí cái than trách phận này là chẳng khác là bất thiện, nó lại gieo một cái nhân bất thiện mới, không khiến cho cái trong hiện tại mình là mình đau khổ, mà trong cái kiếp tương lai mình cũng không sáng sủa hơn. Cho nên sư cũng mong rằng cái câu hỏi tương tự như cái kiểu này nè, cái thể loại này nè, cũng là sau khi mà nghe cái phần trả lời của quý sư ở đây, hãy nỗ lực mà mình hành trì đi, hành trì chỉ cần làm hai cái nhóm phước thôi, nhóm phước vật, phước trí thôi, phước vật và phước đức thôi, chứ mình đừng có mình ngồi đó mình cứ thắc mắc thế này nọ, thật sự nó không giải quyết được vấn đề rút cách rút ráo. Thưa quý vị, em xin kết thúc câu trả lời này. Khi mà Đại Đức Tuệ Tường nói thì sư chợt nghĩ ra một cái vấn đề như thế này. Tại sao mà trong nhiều trường hợp sư lại khuyên là nên làm phước đến với Tam Bảo, và mình làm một cách thường xuyên
Tại sao vậy? Bởi vì cái chuyện mà mình sống trong cái môi trường thiện, mình làm các cái việc thiện nhiều, nó là cái môi trường tốt cho các cái nghiệp, các cái nhân thiện quá khứ nó trổ quả. Và khi nó trổ quả như vậy, nó được nâng đỡ để nó trổ được mạnh mẽ hơn. Nó giống như là một người mà nỗ lực cày xới đất, khi mà họ cày họ lột bỏ lớp đất xấu ở trên thì nó sẽ ra cái lớp đất tốt ở bên dưới. Rồi thì khi đó đó họ gieo những hạt giống mà họ đã có từ trước, thì nó khi mà nó trổ nó ở trên cái đất tốt đó đó, thì nó sẽ mặc dù là cái hạt giống yếu kém thôi, nhưng mà nhờ cái đất tốt cho nên là nó sẽ trổ quả nó mạnh hơn. Cho nên là Đại Đức Tuệ Tường nói thì sư cũng nghĩ đúng như vậy. Tức là khi mình phục vụ Tam Bảo nè, khi mà mình bố thí thường xuyên nè, thì giống như là nó kích hoạt, nó kích thích những cái nhân lành của quá khứ, để cho mình cải thiện cái vấn đề của mình. Rồi đó là chưa kể khi mà nó kích thích như vậy, thì nó đồng thời nó cũng đè nén, nó lấn lướt những cái nghiệp bất thiện. Cho nên đó là những cái nghiệp bất thiện nó sẽ đi đến cái chuyện là nó bị kiềm chế. Có trường hợp như thế này nè, là có một người bị một cái căn bệnh là ngặt nghèo, chuẩn bị chết tới nơi rồi. Thì có người nói với họ đó, cái này là sự kiện có thật, có người nói với họ thôi bây giờ mình ung thư cũng cũng sắp chết rồi, thì thôi bây giờ đi làm phước, đi phóng sanh đi. Thì quý vị biết là ảnh đem toàn bộ tài sản của ảnh, ảnh mua để ảnh phóng sanh, coi như ảnh phóng sanh hết toàn bộ tiền của ảnh. Thì khi mà ảnh phóng sanh xong, có người á quen mới nói ảnh là tôi biết có ông này nè, thôi bây giờ trước sau cũng chết rồi thì thôi cứ thử đi, ai biết đâu phước chủ mai thầy. Thì gặp ông thầy này á, ổng chữa, ổng cho một cái bài thuốc dân gian nào đó chữa hết bệnh hết luôn. Thì có đôi khi á nha, có đôi khi á mình phải nương nhờ vào cái phước, mà cái phước đó phải đủ mạnh, chứ còn phước yếu quá nó giật không nổi nha. Phước đủ mạnh á thì sư tin là nó có thể chuyển nghiệp. Nhưng mà nhiều người thì họ không tin vào nghiệp và quả, cho nên khi mà họ ngặt nghèo, cái chuyện đầu tiên họ bỏ là họ bỏ làm phước. Mà trong khi đó cái chuyện đầu tiên khi mình ngặt nghèo á, là mình cần phải dồn hết toàn bộ tài lực của mình vô cái chuyện làm phước. Nhưng mà cái người không tin nhân quả thì họ không làm được cái chuyện đó. Sư qua câu hỏi tiếp theo.